Ok. Căn x mũ 4 trừ 4 cộng 5 bằng x. Phương trình này có bao nhiêu nghiệm thì nó có bấy nhiêu vô điểm. Chuyển qua bình phương anh. Căn x mũ 4 trừ 4 bằng x trừ 5. Nhưng cần phải chú ý nè. Ở đây mà em bình hay thế mà không có điều kiện là sai nha. Muốn cái căn này tồn tại thì nó phải bằng một số dương nó mới tồn tại. Căn có một số phải là số dương. Có nghĩa là điều kiện x phải lớn hơn 5 mới đúng. Đó. Rồi mấy bình hay vế lên. X mũ 4 trừ 4 bằng x bình trừ 10x cộng 25. Xong rồi chuyển qua phương trình 1,4 thôi. Cộng 10x trừ 29 bằng 0. Rồi mấy em bấm phương trình 4 này lại đi. Coi cái nghiệm mấy. Mốt 9, 2, 4. 1 x mũ 4 0 x mũ 3 trừ x bình cộng 10 x trừ 29 1,91. Trừ 2,8. Vô nghiệm. Ờ, thế thì nó không có nghiệm nào luôn à. Rồi câu B rồi. Rồi có vô điểm không? Được, bạn nào kiểm tra lại giùm thầy đáp án đi. Đúng không? Không có vô điểm nào hết.